Một buổi chiều mùa hè oi ả, à, không khí ngột ngạt bao trùm cả làng quê yên bình. Bà Mai, người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đang trên con đường mòn trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc ở đồng ngũ. Người bà gầy guộc, đôi chân trần lặng lẽ bước đi trên con đường đầy bụi đất. Trong tay bà chỉ có một túi khoai nhỏ, thứ tiền công ít ỏi mà bà nhận được hôm nay, đủ để mua một bữa cơm giản dị cho gia đình. Đột ngột, từ phía dòng sông vọng lại tiếng kêu cứu yếu ớt, xen lẫn sự hoảng loạn bà Mai giật mình quay lại, ánh mắt đầy lo lắng. Một hình bóng nhỏ bé đang chới với giữa dòng nước xiết, đôi tay vẫy vùng. Trời ơi, là một đứa trẻ. Bà thầm nghĩ trong đầu, lòng dấy lên nỗi sợ hãi lẫn lo lắng. Không kịp suy nghĩ thêm, bà bỏ vội túi khoai xuống đất và lao về phía bờ sông. Dòng nước lạnh bút và chảy xiết, bà Mai không biết bơi giỏi, nhưng tình cảnh đứa trẻ đang gặp nguy hiểm khiến bà không còn sợ hãi. Bà dấn chân xuống nước, cảm nhận dòng nước mạnh mẽ cuốn lễ người, khiến bà trao đảo. Bằng tất cả sức lực còn lại, bà vươn tay về phía đứa bé đang chơi với. Một cú kéo mạnh mẽ, bà đã nắm được áo của cậu, kéo cậu về phía bờ. Sau một hồi rằng co với dòng nước, cuối cùng bà cũng đưa được cậu bé lên bờ, mệt nhoài nhưng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn thở. Đứa trẻ gầy yếu, làn da trắng bệch và đôi môi tím tái vì lạnh, ánh mắt cậu khẽ mở, mơ hồ nhìn người phụ nữ vừa cứu mình con đừng sợ bác ở đây rồi bà mai dịu dàng an ủi tay bà run rẩy vén những sợi tóc ướt trên trán cậu bé kiểm tra xem cậu có ổn không cậu bé không đắt chỉ nhìn bà bằng đôi mắt ngấn nước cậu không khóc nhưng trên khuôn mặt non nớt vẫn hiện rõ nỗi hoang mang bà mai nhẹ nhàng dìu cậu về nhà dọc đường đi những ánh mắt tò mò từ người dân trong làng dõi theo và những tiếng xì xào bắt đầu vang lên bà mai lại làm rắc rối rồi đấy một bà cụ trong làng lắc đầu thở dài nhà bà còn nghèo khó giờ lại nhận thêm một đứa trẻ không rõ nguồn gốc bà mai không để tâm đến những lời bàn tán đó về đến nhà bà lập tức lấy chiếc chăn mỏng duy nhất trong nhà quấn quanh người cậu bé bà nhóm lửa hơi ấm từ ngọn lửa nhỏ tỏa ra trong không gian lạnh lẽo của căn nhà đơn sơ con tên gì nhà con ở đâu bà mai hỏi mắt đầy lo âu nhìn vào gương mặt mệt mỏi của cậu bé cậu bé im lặng lắc đầu ánh mắt cậu như lạc lối đầy hoang mang nếu con không nhớ gì thì cứ ở lại đây với bác tạm thời bác sẽ gọi con là huy được không bà mai mỉm cười cố gắng làm dịu đi nỗi sợ hãi trong cậu bé cậu bé gật đầu ánh mắt bỗng nhiên ánh lên một tia tin tưởng lúc đó bà mai không thể ngờ rằng quyết định ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời của bà và cậu bé nhỏ bé này tối hôm đó bà mai nhìn phần cơm ít ỏi của mình rồi đẩy nó về phía huy bảo cậu ăn trước bà ngồi nhìn cậu ăn trong im lặng lòng bà trào dâng một cảm giác khó tả bà tự nhủ trong lòng dù có khó khăn đến mấy bác sẽ nuôi con khôn lớn bác tin con sẽ làm được điều gì đó lớn lao trong đời vậy là một mối duyên kỳ lạ đã bắt đầu giữa bà mai và cậu bé lạ những ngày sau đó cuộc sống của bà ngày càng thêm vất vả bà làm thêm đủ công việc để có thể nuôi dưỡng cả hai dù cuộc sống nghèo khó bà luôn giữ cho Huy một bữa ăn no đủ. Mỗi buổi sáng, khi ánh sáng đầu tiên của ngày còn chưa ló dạng, bà Mai đã thức dậy. Bà chuẩn bị mọi thứ và ra đồng làm thuê, từ việc gặt lúa, hái rau, đến quét chợ kiếm chút tiền ít ỏi. Những ngày dài, bà bận rộn hết công việc này đến công việc khác, mệt mỏi nhưng chưa bao giờ quên mang về cho Huy những thứ bà kiếm được. Khi bà về đến nhà, thường đã quá tối, mệt lạ nhưng luôn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy Huy huy hôm nay bác có chút cá khô về mai bác sẽ nấu cho con ăn nhé bà mai nhẹ nhàng nói tay chai sạn xoa đầu cậu bé huy nhìn bà ánh mắt trong veo và đầy sự biết ơn mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cậu luôn cố gắng phụ bà những công việc nhỏ như quét dọn nhà cửa lấy nước hay thu gom củi khô để giúp bà đỡ vất vả mỗi khi bà mai làm việc chăm chỉ những lời bàn tán từ hàng xóm lại vang lên có người thương cảm nhưng đa số lại chỉ trích bà nhà còn nghèo xác sơ nuôi nổi thân mình đã là giỏi rồi giờ lại nhận thêm một đứa trẻ không biết gốc gác một người trong làng bình luận một bà hàng xóm khác buông lời chua chát chắc bà ấy không lấy chồng nhận đứa trẻ về để có bạn đồng hành thôi nhưng bà mai không hề bận tâm đến những lời dị nghị đó mỗi khi có ai đó tò mò hỏi về quyết định của bà bà chỉ mỉm cười hiền hậu và đáp đứa trẻ tội nghiệp không ai cứu thì nó sẽ chết bây giờ nó là gia đình của tôi những lời chỉ trích không làm bà thay đổi quyết định tuy nhiên chúng lại khiến huy đôi khi cảm thấy buồn một lần cậu bé hỏi bà bác ơi sao mọi người lại ghét con vậy bà ôm cậu vào lòng xoa dịu con đừng bận tâm đến lời họ nói con là đứa trẻ ngoan bác biết mà họ không nuôi con họ không có quyền nói gì khi huy đủ tuổi đi học bà mai quyết tâm cho cậu đến trường mặc dù bà biết rằng đó là một gánh nặng tài chính mỗi mùa tiệu trường, bà lại cắt giảm khẩu phần ăn của mình, gom góp từng đồng để mua sách vở, áo quần cho Huy. Những hôm, Huy đi học về, trên tay cậu là vài đồng tiền lẻ, số tiền mà cậu kiếm được từ việc làm vặt cho hàng xóm. Bà nhìn cậu, đôi mắt bà ngấn lệ. Con là đứa trẻ ngoan, nhưng con không cần phải làm vậy. Việc của con là học thật giỏi để sau này không phải vất vả như bác. Huy gật đầu, trong lòng hứa sẽ không làm bà thất vọng. Cậu học rất chăm chỉ, luôn đứng đầu lớp dù cho có nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc vì nghèo khó có một lần huy muốn có một bộ quần áo mới để không bị bạn bè chế giễu bà mai dù mệt mỏi đã làm thêm rất nhiều việc trong suốt một tuần để dành dụm tiền mua cho cậu bộ đồ mới khi huy nhận được bộ đồ cậu xúc động ôm lấy bà và khóc bác ơi con hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để bác không phải khổ nữa bà mai nở một nụ cười hiền tử dịu dàng xoa đầu huy chỉ cần con sống tốt bác đã mãn nguyện rồi qua từng năm tháng huy ngày một trưởng thành cậu không chỉ là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn mà còn rất hiếu thảo và biết cảm thông trong tim cậu luôn ấp ủ một ước mơ mong rằng sẽ có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó và đưa bà mai rời xa căn nhà tranh cũ kỹ ẩm thấp một ngày nào đó bác sẽ không phải làm việc vất vả nữa bác sẽ có một ngôi nhà đẹp và mùa đông sẽ không còn làm bác lạnh nữa huy nói với bà bà Mai mỉm cười, nhưng trong lòng bà không dám kỳ vọng quá nhiều. Đối với bà, chỉ cần thấy Huy trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân và cuộc sống sẽ không còn quá khó khăn nữa, bà đã cảm thấy mãn nguyện. Những năm tháng gian khó cứ trôi qua, mỗi ngày đều khắc lên đôi vai bà những dấu vết của thời gian, và trong ánh mắt của Huy, mỗi bước đi đều chứa đựng sự quyết tâm vươn lên. Khi Huy 18 tuổi, một tin vui đến khiến cả làng xôn xao cậu nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố niềm vui và tự hào dâng trào trong lòng bà mai nhưng không giấu được những lo lắng huy còn đã thực hiện được ước mơ của mình rồi bác không còn gì mong muốn hơn nữa bà nói giọng nghẹn ngào ánh mắt bà ngập tràn tự hào tuy vậy bà cũng không thể che giấu những nỗi lo lắng trong lòng thành phố xa lạ nơi đầy ánh đèn rực rỡ nhưng cũng đầy thử thách sẽ là một cuộc hành trình mới của huy một cuộc hành trình không dễ dàng và đầy cách biệt với ngôi làng nghèo khó. Bà biết rằng khi Huy rời đi, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi và cậu sẽ phải đối mặt với những gian nan mới. Vào sáng sớm hôm Huy lên đường, cả làng đến tiễn cậu. Bà Mai chuẩn bị cho cậu những món quà giản dị từ quê, vài củ khoai lang, vài quả trứng gà và một ít tiền dành dụm được. Dù tất cả đều rất ít ỏi, nhưng đó là tất cả những gì bà có thể chuẩn bị cho Huy trong khoảnh khắc quan trọng này huy ôm chặt lấy bà mai giọng cậu nghẹn lại bác ơi bác phải giữ gìn sức khỏe nhé con sẽ trở về nhất định sẽ đưa bác đi khỏi nơi này mắt cậu ngấn lệ nhưng khuôn mặt bà vẫn ánh lên sự bình tĩnh dù trong lòng bà dâng lên nỗi xót xa khôn nguôi con cứ yên tâm đi đi đừng lo cho bác con chỉ cần học thật tốt là bác đã vui rồi bà nói cố nở nụ cười dù tim bà đang thắt lại từng cơn khi chiếc xe rời đi bà đứng im lặng bên cổng đôi mắt dõi theo hình bóng cậu cho đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ mở nhạt trong làn bụi mịt mù của con đường quê những ngày tháng bà đã quen thuộc giờ lại trở thành một khoảng lặng đợi chờ đặt chân đến thành phố huy cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt ánh đèn sáng rực tiếng xe cộ ầm ĩ và không khí hối hả tất cả đều quá xa lạ với cậu huy vừa phải học tập vừa làm thêm để trang trải cuộc sống cậu không ngại nhận bất kỳ công việc nào từ phát tờ rơi bưng bê ở quán ăn cho đến lau dọn tại ký túc xá mỗi ngày cậu sống qua những bữa ăn đạm bạc và đêm thức trắng bên bàn học dù cơ thể mệt mỏi nhưng ý chí của huy vẫn không bao giờ lay chuyển bác đã hy sinh cả đời vì con dù có khó khăn đến đâu con cũng phải thành công cậu tự nhủ mỗi khi kiệt sức trong khi đó ở quê bà mai vẫn viết thư đều đặn cho cậu mỗi lá thư đều chứa đựng những lời dặn dò nhẹ nhàng về việc giữ gìn sức khỏe và những câu chuyện giản dị của cuộc sống quê nhà bà kể về những con vật trong nhà hay mảnh vườn đầy bông lúa đang chín bà không nói ra nhưng bà biết huy đang vật lộn với cuộc sống khó khăn ở thành phố mỗi tháng huy gửi về một ít tiền từ công việc làm thêm dù chỉ là một số tiền nhỏ bà vẫn cẩn thận giữ gìn không dám tiêu xài những đồng tiền đó như là những giọt mồ hôi nước mắt của cậu bà hiểu rõ và trân trọng từng đồng một tiền này để sau này con cần bác chỉ giữ giúp con thôi bà thì thầm đôi mắt ngấn lệ nhìn vào chiếc hộp nhỏ chứa đựng tình yêu và hy sinh trong suốt những năm tháng đại học dù gặp không ít khó khăn huy luôn nỗ lực hết mình và đạt thành tích xuất sắc cậu được mời thực tập tại một công ty công nghệ hàng đầu đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu ban đầu công việc không dễ dàng huy phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực không ngừng nhưng nhờ vào sự thông minh, kiên trì và niềm đam mê, cậu dần khẳng định được vị trí của mình trong công ty. Sau vài năm, Huy quyết định nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp. Những ngày đầu lập nghiệp vô cùng khó khăn. Công ty của cậu thiếu hụt mọi thứ, vốn, nhân lực và thiếu cả sự ủng hộ. Nhưng Huy không bỏ cuộc. Cậu làm việc cật lực, nhiều khi tới 18 tiếng mỗi ngày, không ngừng sáng tạo, cải tiến để sản phẩm của mình có thể ra mắt thị trường. Cậu biết rằng, chỉ có kiên trì, sáng tạo và quyết tâm mới có thể vượt qua được những thử thách lớn trong ngành công nghiệp công nghệ đầy cạnh tranh này cơ hội cuối cùng cũng đến với huy một hợp đồng lớn với đối tác quốc tế đã mang lại bước ngoặt quan trọng cho công ty của cậu chỉ sau vài năm từ một doanh nghiệp nhỏ bé công ty của huy đã phát triển mạnh mẽ trở thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu với hàng nghìn nhân viên và chi nhánh trải dài khắp đất nước khi đã thành đạt huy dần ít liên lạc với bà mai không phải vì cậu quên ơn bà mà vì cậu luôn cảm thấy tự ti về quá khứ nghèo khó của mình cậu lo sợ rằng việc nhắc đến người mẹ nuôi giản dị quê mùa sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh mình trong mắt giới kinh doanh những lá thư của bà mai vẫn đều đặn gửi đến nhưng càng ngày chúng càng ít được hồi đáp thi thoảng bà đứng trước cổng nhà đôi mắt chăm chú nhìn về con đường dẫn ra thành phố lòng thầm mong một ngày nào đó huy sẽ quay về huy bận rộn quá chắc nó không quên bác đâu bà tự nhủ cố gắng dập tắt nỗi buồn đang dâng lên trong lòng nhưng sự thật là bà không hề biết rằng huy dù xa cách vẫn luôn âm thầm dõi theo bà từ xa cậu tự nhủ khi nào có cơ hội cậu sẽ quay lại và bù đắp mọi thứ cho bà nhưng sự im lặng cứ kéo dài giữa bà và huy là một khoảng cách mà thời gian và thành công càng làm nới rộng thêm năm tháng trôi qua huy từ một cậu bé nghèo khổ giờ đây đã trở thành người sáng lập và ceo của một tập đoàn công nghệ nổi tiếng tên tuổi của anh xuất hiện liên tục trên các tạp chí các chương trình truyền hình và được ca ngợi như một hình mẫu thành công trong giới doanh nhân tuy nhiên phía sau ánh hào quang ấy là một quá khứ mà anh cố tình lãng quên quá khứ của một đứa trẻ mồ côi được cứu mang và nuôi dưỡng bởi một người phụ nữ nghèo khó giờ đây huy sống trong một biệt thự sang trọng sở hữu xe hơi đắt tiền và tham gia vào các sự kiện lớn những người xung quanh anh từ đối tác đến nhân viên đều ngưỡng mộ tài năng và phong thái của anh huy đã dần quen với cuộc sống thượng lưu nơi những câu chuyện về một quá khứ nghèo khó về một người mẹ nuôi bình dị dường như chẳng ai muốn nghe mỗi khi nghĩ về quá khứ huy lại tự hỏi liệu có ai có thể chấp nhận sự thật rằng anh từng là một đứa trẻ lang thang chỉ sống nhờ vào tình thương của một người phụ nữ nghèo cảm giác tự ti ấy dần khiến huy xa cách bà mai những cuộc gọi thưa dần những lá thư của bà anh cũng chỉ để đó mà không hồi âm trong khi đó ở quê bà mai vẫn sống trong căn nhà tranh sập sệ nơi chứa đựng vô vàn kỷ niệm về huy cái ảnh tốt nghiệp của cậu vẫn được bà treo trang trọng trên bức tường đã phai màu cái hộp nhỏ đựng tiền huy gửi về bà vẫn giữ cẩn thận không dám tiêu một đồng nào mỗi ngày bà đi chợ tự tay chăm sóc vườn rau nhỏ sau nhà dù lưng đã còng và bước đi nặng nề, nhưng đôi mắt bà vẫn luôn sáng lên niềm hy vọng, tin rằng một ngày nào đó, Huy sẽ quay về. "Chắc nó bận rộn lắm, bác không trách nó đâu." Bà nhẹ nhàng nói khi có ai đó hỏi về cậu. Dù lòng đau, bà vẫn luôn bao dung và tự hào về cậu con trai nuôi mà mình đã hết lòng chăm sóc. Một ngày nọ, Huy trở về quê trong một chuyến công tác ngắn ngủi. Anh không có thời gian ghé thăm bà Mai mà chỉ tham dự một buổi hội thảo tại vùng quê khi chiếc xe hơi bóng loáng của anh dừng lại trên con đường làng một vài người dân nhận ra ngay đúng là huy rồi cậu bé mà bà mai nuôi nấng đấy họ thì thầm với nhau những lời bàn tán nhanh chóng đến tai bà mai bà lập tức chuẩn bị một vài món quà quê bao gồm khoai lang chai mật ong tự làm rồi vội vàng bước ra khỏi nhà mong muốn gặp lại huy dù chân bà đã yếu nhưng trong lòng bà vẫn rộn ràng niềm vui háo hức được gặp lại đứa con nuôi mà bà luôn tự hào khi bà đến nơi hội thảo chiếc xe của huy đã không còn nhân viên bảo vệ ngăn bà lại không cho bà vào bác gái không phải khách mời bác không thể vào đây bà mai đứng lặng ngoài cổng mắt dõi theo chiếc xe của huy khuất dần trong làn sương mù bà không giận chỉ khẽ lẩm bẩm nó bận thật mà dù huy có tất cả những gì người ta mơ ước trong lòng anh vẫn cảm thấy trống rỗng những buổi tiệc tùng những thành tựu và sự tán dương không thể lấp đầy nỗi nhớ về quê nhà về bà Mai. Thỉnh thoảng, hình ảnh bà lại hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy bối rối và dây dứt. Một đêm khuya, sau khi buổi tiệc kết thúc, Huy ngồi trong văn phòng, một mình. Cầm trong tay lá thư cuối cùng của bà Mai, một bức thư đã bị anh lãng quên suốt nhiều tháng. Bà kể trong thư rằng sức khỏe đã yếu đi, nhưng bà vẫn ổn và mong anh sẽ sớm quay về thăm. Những dòng chữ mộc mạc ấy khiến tim Huy thắt lại. Nhưng thay vì lập tức quay về, anh lại tự nhủ rằng mình sẽ trở lại khi đã thành công hơn nữa để bà có thể tự hào về cậu một ngày nọ không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ bà mai quyết định lên thành phố tìm gặp huy bà chuẩn bị một chiếc túi vải cũ trong đó đựng chai mật ong và một vài món quà quê đó là tất cả những gì bà có thể mang theo để thể hiện tình cảm dành cho cậu tuy nhiên khi bà đến văn phòng sang trọng của huy bà bị bảo vệ ngăn lại bác không có hẹn trước không thể vào đây bà xuân mai kiên nhẫn giải thích mình là mẹ nuôi của huy nhưng họ không tin câu trả lời của bảo vệ khiến bà cảm thấy như bị tổn thương cậu huy bận lắm bác đừng làm phiền nữa bà ngồi đợi bên ngoài suốt cả ngày nhưng vẫn không được gặp cậu khi màn đêm buông xuống bà lặng lẽ rời đi lòng nặng trĩu bà không giận cậu chỉ tự nhủ chắc nó bận thật dù sống trong một cuộc sống xa hoa trong những thành công lẫy lừng huy vẫn không thể quên được những hình ảnh về bà mai người mẹ nuôi với đôi tay chai sạn, ánh mắt hiền từ và tình yêu vô điều kiện dành cho anh. tuy nhiên, nỗi mặc cảm về quá khứ nghèo khó và sự sợ hãi khiến anh không dám đối diện với bà, không dám nhìn lại con đường đã qua. cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, một người mẹ nuôi âm thầm chờ đợi, còn một người con chìm trong thành công nhưng lại cô đơn giữa những ánh hào quang. thời gian sẽ là yếu tố quyết định xem liệu khoảng cách ấy có thể được lấp đầy hay không ngày mà quá khứ và hiện tại đan sen mở ra những bí mật đã bị chôn vùi bấy lâu cuối cùng cũng đến buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty và công bố dự án mới của tập đoàn huy diễn ra trong sự hoành tráng nơi ánh sáng rực rỡ và những chàng vỗ tay không ngớt huy đứng ở trung tâm giữa những lời ca ngợi và ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng trong lòng anh lại có một khoảng trống không thể lấp đầy bên ngoài sảnh bà mai đứng lặng lẽ tay cầm chiếc túi vải cũ kỹ cố gắng bước vào bà không biết rằng hôm nay mình sẽ là người thay đổi tất cả một bảo vệ nhận ra bà tư lần trước anh khẽ cau mày bước đến gần tôi đã nói rồi bác không thể vào trong tôi chỉ cần gặp huy thôi không cần ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả bà mai khẩn khoản giọng run run một cuộc tranh cãi nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tham dự một người phụ nữ trong đám đông bật cười chế diễu bà lão quê mùa này lại muốn gặp ông huy sao nực cười thật những lời bàn tán xì xào khiến bà Mai cảm thấy bẽ bàng. Đôi tay run rẩy siết chặt chiếc túi, nhưng bà không bỏ đi. Khi tiếng ồn ào ngoài sảnh lọt vào tai, Huy cảm nhận có điều gì đó không ổn. Anh bước ra ngoài để kiểm tra và bàng hoàng nhìn thấy bà Mai, người mẹ nuôi của mình, đứng lạc lõng giữa những ánh mắt khinh miệt. Cả hai người đều sững sờ. Bà Mai nhìn thấy cậu con trai nuôi ngày nào giờ đây đã là một người đàn ông thành đạt, trong bộ vest đắt tiền và ánh mắt lạnh lùng. Huy, nhìn thấy bà trong bộ quần áo giản dị gương mặt đầy nếp nhăn và cơ thể gầy guộc trái tim anh như nghẹn lại bác bác sao lại ở đây huy hỏi giọng run rẩy không giấu nổi sự bối rối bác chỉ muốn gặp con xem con sống thế nào bà mai đáp đôi mắt đẫm lệ lúc này những ánh mắt tò mò từ đám đông bắt đầu dồn về phía họ một phần trong huy muốn kéo bà đi không muốn bị mất mặt trước những người xung quanh nhưng một phần khác lại khiến anh không thể rời mắt khỏi bà đúng lúc đó một người trong đám đông cất tiếng bà này là ai vậy ông chủ huy nhìn bà ấy kia sao lại quê mùa như thế lời châm chọc khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía huy như muốn chứng kiến phản ứng của anh huy hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nhưng đôi mắt anh ửng đỏ đây là lúc mà anh không thể tránh khỏi nữa bà ấy là mẹ tôi huy cất tiếng giọng anh mạnh mẽ nhưng mang theo chút nghẹn ngào như thể mọi cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đã tuôn ra hết bà là người đã cứu sống tôi khi tôi còn là một đứa trẻ suýt chết đuối là người đã nuôi nấng và chăm sóc tôi bằng tất cả tình yêu thương của mình mặc dù bà chẳng có gì trong tay mọi thành công của tôi hôm nay chính là nhờ bà huy tiếp tục giọng anh vang lên rõ ràng không chút e rè hội trường lặng ngắt không gian như ngừng thở những tiếng xì xào chế diễu trước đó dần im bặt chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, đầy cảm xúc. Bà Mai đứng bất động, đôi mắt đẫm lệ, nhìn Huy, người con trai mà bà đã kêu mang bao năm, nay thành đạt, nhưng lại đối diện với quá khứ đau lòng mà anh luôn cố gắng chôn giấu. Con, bà thì thầm, giọng nghẹn ngào, bác không cần phải nói thế đâu. Bác chỉ làm những gì mà bất cứ người mẹ nào cũng sẽ làm thôi. Huy, không thể kìm chế được cảm xúc, bước đến quỳ xuống trước mặt bà, hai tay anh nâng lấy tay bà, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bác ơi con xin lỗi con đã sai con đã để bác chịu thiệt thòi quá lâu chỉ vì sợ phải đối mặt với quá khứ nhưng giờ đây con không thể quên những gì bác đã hy sinh vì con bà mai nghẹn ngào ôm lấy huy đôi tay run rẩy siết chặt lòng bà cảm thấy thanh thản không cần gì hơn ngoài việc nhìn thấy anh sống tốt hạnh phúc con không cần phải xin lỗi đâu bác chỉ cần con sống tốt khỏe mạnh thế là đủ rồi Bà mỉm cười, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương và sự chấp nhận. Hình ảnh Huy, một người đàn ông thành đạt, quỳ gối trước người mẹ nuôi giản dị, khiến tất cả những ai có mặt đều xúc động. Những người từng coi thường bà giờ đây bẽ bàng, không thể nói nên lời. Sau buổi lễ, Huy đưa bà về căn biệt thự của mình. Anh quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho bà, nhưng bà không chịu nhận những thứ xa hoa ấy. "Bác chỉ cần con nhớ bác, đừng để bác ở đây một mình." Bà nói nhẹ nhàng từ chối những điều dư thừa bác quen sống giản dị rồi huy nhìn bà lòng thầm hứa sẽ ở bên chăm sóc bà bù đắp lại những năm tháng anh đã lãng quên anh cũng không ngần ngại kể lại câu chuyện về quá khứ của mình vì anh hiểu rằng chính quá khứ ấy đã giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay mối quan hệ giữa huy và bà mai nhanh chóng trở thành câu chuyện đầy cảm động lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng đó không chỉ là một hành trình chuộc lỗi mà còn là minh chứng cho giá trị của tình mẫu tử của lòng biết ơn chân thành. Huy hiểu rằng thành công của anh không chỉ đến từ sự nỗ lực, mà còn từ tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ nuôi đã hy sinh tất cả vì anh. Sau ngày gặp lại đầy xúc động, Huy quyết tâm sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và đền đáp người mẹ nuôi đã cứu mang anh. Tuy nhiên, bà Mai không muốn sống trong cuộc sống xa hoa mà Huy có thể cung cấp. Bà từ chối ở trong biệt thự sang trọng của anh và yêu cầu một ngôi nhà nhỏ, giản dị, gần gũi với thiên nhiên huy xây dựng cho bà một ngôi nhà nhỏ trong khu vườn yên tĩnh với một khu vườn rau và dàn hoa mướp mà bà yêu thích như một phần của ký ức xưa về quê nhà bà mai nhìn quanh ngôi nhà mới mỉm cười nhẹ nhàng mẹ chỉ cần cuộc sống bình yên như xưa thôi con chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm mẹ là đủ rồi huy nắm lấy tay bà giọng anh kiên quyết không con sẽ ở bên mẹ mỗi ngày con không thể để mẹ một mình nữa và thế là mỗi sáng huy cùng bà uống trà trò chuyện về những kỷ niệm xưa thậm chí đôi khi giúp bà làm vườn những ký ức từ thời thơ ấu ùa về xóa tan mọi khoảng cách giữa họ một ngày huy quyết định đưa bà về quê thăm lại căn nhà tranh ngày xưa căn nhà cũ vẫn đứng đó nhưng đã xuống cấp trầm trọng mái nhà rột nát bức tường nghiêng ngả theo thời gian bà mai nhìn ngôi nhà với ánh mắt dịu dàng vuốt ve từng bức tường mục nát đây là nơi con lớn lên mặc dù khó khăn nhưng mẹ không hối tiếc gì cả huy đứng lặng trái tim anh nhói đau khi nghĩ đến những năm tháng vất vả mà bà đã trải qua để nuôi anh trưởng thành anh cúi đầu giọng nghẹn ngào mẹ ơi con xin lỗi vì đã quên đi những ngày tháng này nhưng từ giờ con sẽ không bao giờ để mẹ khổ nữa quyết tâm chuộc lại lỗi lầm huy không chỉ giữ lại ngôi nhà cũ như một kỷ niệm mà anh còn xây dựng một ngôi trường nhỏ trong làng giúp đỡ những đứa trẻ nghèo có cơ hội học tập một giấc mơ của bà Mai mà bà từng nói về anh khi anh còn nhỏ. Anh còn thuê một đội ngũ y bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho bà, dù bà luôn phản đối, nói rằng bà vẫn khỏe mạnh. Mẹ đừng lo, đây là cách con chăm sóc mẹ, như mẹ đã chăm sóc con khi xưa, Huy giải thích, đôi mắt anh kiên định. Mỗi buổi tối, Huy đều mang cháo lên cho bà và giúp bà xoa bóp đôi chân đã chai sạn vì năm tháng lao động có những lúc nước mắt anh lặng lẽ rơi khi nhìn thấy bàn tay gầy guộc và dáng người yếu ớt của bà mẹ đã làm tất cả vì con giờ là lúc con làm điều đó cho mẹ anh thì thầm trong lòng dâng lên sự biết ơn vô bờ cuộc đoàn tụ với bà không chỉ làm thay đổi cuộc sống của bà mà còn là bước ngoặt trong cuộc đời huy từ một người luôn e ngại và xấu hổ về quá khứ anh không ngần ngại kể câu chuyện của mình trong những buổi diễn thuyết khẳng định tình yêu thương mà bà đã dành cho anh mẹ tôi không phải là người sinh ra tôi nhưng bà là người đã dạy tôi sống nếu không có bà sẽ không có tôi của ngày hôm nay anh chia sẻ khiến những người nghe xúc động huy còn thành lập một quỹ từ thiện mang tên bà thanh mai để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo những đứa trẻ giống như anh ngày xưa một ngày huy tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật bà bữa tiệc không xa hoa chỉ có những món ăn quê mà bà yêu thích xung quanh bàn ăn là những người thân thiết bạn bè cũ ở quê mà huy mời để bà cảm thấy gần gũi trong ánh nến lung linh bà mai nhìn quanh đôi mắt bà đầy cảm động nước mắt lăn dài mẹ không ngờ ngày này lại đến chỉ cần có con bên cạnh mẹ đã mãn nguyện rồi huy nắm tay bà nghẹn ngào đáp mẹ mẹ đã hy sinh cả đời vì con giờ là lúc con làm điều đó cho mẹ những năm tháng cuối đời của bà mai trôi qua trong bình yên bên tình thương và sự chăm sóc tận tình của huy mỗi ngày bà đều mỉm cười mãn nguyện biết rằng mọi hy sinh của mình đều không vô ích khi bà qua đời huy tổ chức một lễ tang giản dị đúng như cách bà từng sống anh lặng lẽ đặt một bó hoa lên mộ bà thì thầm con đã thực hiện được lời hứa rồi mẹ ơi mẹ yên nghỉ nhé câu chuyện về bà thanh mai và huy không chỉ là câu chuyện về tình mẫu tử mà còn là bài học sâu sắc về lòng biết ơn sự hy sinh và tình yêu thương vượt lên tất cả